Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng bằng giá trị thực tiễn của bản thân mình trong thời gian suốt nhiều năm qua ở trên thị trường, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, mọi nhà đầu tư cùng đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và khi bản thân các bạn là những nhà đầu tư, bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, bản thân chính các bạn phải nhìn nhận, phải thấy rõ được. Đâu là những người đứng ra chia sẻ thật sự trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường, hãy nhìn nhận vào thực tế để đánh giá cho rõ về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, không có chuyện là dễ hay là đơn giản. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất trên thị trường là dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được mọi giá trị trên thị trường. Nhà đầu tư cũng cần phải xác định được rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, chỉ có một thứ giá trị duy nhất ở trên thị trường, đó là bản thân các bạn cần phải cả một khoảng thời gian rất là dài để tham gia, nhìn nhận và hiểu được cho rõ về mọi giá trị trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi chia sẻ để minh chứng bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ và mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là tài khoản đầu tiên